Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Và trong video hôm nay ấy, thì mình xin chia sẻ với các bạn một chút về cái ngôi nhà sàn mà mình đang và đã thi công. Đến hôm nay thì cũng trên một tháng rồi các bạn. Và hiện tại thì đang trong quá trình phun sơn và mình sẽ quay để cho bạn xem một chút về cái ngôi nhà sàn mình đang thi công này. Và nó có đẹp hay không thì các bạn hãy cùng mình khám phá nhé. Và mình sẽ quay từ bên ngoài vào trong để cho bạn xem và tham khảo. Nếu mà bạn thấy đẹp thì các bạn hãy cho mình xin một like nhé. Còn điều đặc biệt hơn thì các bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất từ kênh Lê Châu Vlog nhé. Ok, các bạn hãy cùng mình khám phá nào. Rồi đây các bạn, đây là mặt tiền. Đó, chủ nhà yêu cầu mình trang trí rất là công phu. Đó là theo như sự đánh giá của mình nhé. Còn các bạn thì sao? Các bạn đừng quên để lại một bình luận phía dưới video để cho tôi và tất cả các bạn cùng đóng góp ý kiến nhé. Đó, rất chi là đẹp đúng không ạ? Đó, phun sơn thì rất là bóng loáng rồi. Nói về điểm chê thì thật sự là mình không biết chê vào đâu luôn. Còn đây bạn, đây là mấy ông thợ sơi. Họ trang trí phần dưới của cầu thang. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu leo lên cầu thang để quay chi tiết hơn cho các bạn. Đó, mạn sàn thì nó là như này. Chỉ phun qua sân thôi chứ không cần bóng loáng gì đâu các bạn. Chủ nhà yêu cầu mình làm vậy thì mình làm theo. Còn đây là mạn tiền nha các bạn. Đó, trang trí toàn pano hết đó. Còn cửa sổ thì chủ nhà yêu cầu lắp kín các bạn. Đó, làm như này thì theo như bản thân tôi đánh giá thì nó khá là đẹp luôn. Còn bên kia các bạn, bên kia là một cái nhà sàn nữa tiếp tục đang thi công bởi mấy ông thợ người Thái đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay vào bên trong nhà để cho bạn xem. Bởi vì trong nhà thì không có bóng đèn nên là hơi tối một chút xíu, các bạn thông cảm. Đây các bạn, trang trí mặt tiền pano là như vậy, còn ba mặt còn lại thì trang trí thương vãn như này thôi. Đó, cũng rất là bình thường nhưng nhìn thì cũng gọi là tương đối. Đó, mình sẽ quay lại mặt tiền cho bạn xem đây. Đó, để làm được như này thì phải mất hơn tháng các bạn. Ba người làm hơn tháng mới làm được như này, tính cả phần giải sàn đó. Rồi ok bạn, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn thật sự là có đam mê về nghề mộc thì các bạn hãy đăng ký kênh để trao dồi kiến thức cho nhau. Còn như thường lệ thì mình xin nói lời chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.